vỗ nhẹ như thế này thì cho cái em toner này nó sẽ thấm sâu vào trong da hơn ý. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình hãy cùng nói chuyện với nhau về toner nhé. Và mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 cái cách tận dụng cái toner một cách hiệu quả. Đối với mình thì toner là một cái bước không thể thiếu trong cái quá trình skincare làm sạch da mặt của mình. Nói nôm na thì toner có thể hiểu là một cái cách làm sạch sâu sau khi mà mình đã rửa sữa rửa mặt xong rồi. Mình thấy toner khá là cần thiết, nhất là đối với những cái bạn nào mà các bạn sẽ phải đi ra ngoài đường thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn này, khói bụi từ xe máy, không khí xung quanh thì các bạn cũng nên sử dụng toner. Nếu các bạn chỉ sử dụng mỗi sữa rửa mặt không thì nó sẽ không thể nào mà làm sạch tất cả bụi bẩn ở dưới da của các bạn được. Nếu mà các bạn không loại bỏ những cái chất bẩn này, lâu dần nó sẽ tích tụ ở dưới lỗ chân lông, rồi các bạn bôi kem dưỡng vào, rồi các bạn bôi cái này bôi cái nọ lên trên da thì dần dần nó sẽ gây bít tắc lỗ chân lông và lên mụn là điều hiển nhiên thôi. Thế nên là chúng mình sẽ cần có một bước nữa, đó là bước toner để làm sạch sâu bên trong cái lỗ chân lông của chúng mình. Ngoài ra toner sẽ giúp những cái dưỡng chất từ kem dưỡng ẩm nó thấm sâu vào trong da hơn và còn giúp làn da các bạn se khít lỗ chân lông nữa. Nhất là những cái đứa mà da dầu như mình thì thuộc cái cơ địa nó rất là dễ lên mụn rồi, nên cái việc chăm sóc và làm sạch da thì mình cực kỳ là chú trọng. Và mình cũng sẽ có một cái gợi ý cho các bạn da dầu giống như mình, một cái loại toner để các bạn có thể kiềm dầu. Đó là em The Lady này. Em này có tên đầy đủ là The Lady Lavender Natural Moisture Toner, thì dành riêng cho những cái bạn nào có cái làn da dầu và cơ địa dễ lên mụn. Em này có thể kháng viêm này, kiềm dầu này, hỗ trợ điều trị mụn, hỗ trợ trong cái quá trình mà các bạn điều trị mụn ấy. Về thiết kế thì em này có một cái thiết kế dạng trong như thế này, thì các bạn có thể nhìn thấy cái chất của em ấy ở bên trong. Một cái chai to như thế này có dung tích là 500ml, mà hình như là chỉ có tầm 300k thôi thì phải. Cực kỳ là hàng rẻ và sử dụng rất là tiết kiệm. Về hương thơm thì phải nói là em này cực kỳ thơm luôn. Khi mà mở ra thì các bạn có thể ngửi rõ cái mùi lavender. Tuy nhiên thì mình cũng phải lưu ý đối với những cái bạn nào mà không thích cái chu trình skincare của mình có mùi thì các bạn có thể lưu ý. Còn đâu là mình thấy cái mùi này nó rất là dịu nhẹ và hoàn toàn là không ảnh hưởng gì trong cái quá trình skincare của mình hết. Mình lựa chọn em này bởi vì thành phần rất là lành tính của em nó, và trong này thì có chứa 5 cái thành phần chính. Thứ nhất đó là chiết xuất lavender, thứ hai là chiết xuất cây phỉ, thứ ba là chiết xuất trà xanh, thứ tư là chiết xuất bốn tre và cuối cùng là glycerin. Cái toner này đặc biệt là em nó không có chứa cồn, không chứa paraben, và theo như những gì mà mình tìm hiểu thì em này còn được chứng nhận FDA của Mỹ nữa. Về công dụng chính của em nó thì sẽ là sát khuẩn, chống viêm, hỗ trợ trong việc điều trị mụn này. Ngoài ra thì em nó còn có cung cấp độ ẩm và tạo cái môi trường ổn định cho cái làn da của chúng mình. Đó là công dụng mà hãng viết. Thế còn bản thân mình thì mình trải nghiệm như thế nào? Thì về công dụng kiềm dầu thì mình đảm bảo với các bạn là em này có cái tác dụng kiềm dầu. Bởi vì cái làn da của mình sau khi mà mình ngủ dậy nó vẫn tiết dầu, nhưng mà cái lượng dầu nó rất là ổn định trên cái làn da của mình. Nó đủ để làm ẩm cái làn da của mình sau khi mà mình ngủ dậy thôi, chứ không kiểu đổ dầu nhiều quá nhiều như trước nữa. Còn về vấn đề hỗ trợ cho việc trị mụn này thì mình cũng thấy em này cũng hỗ trợ được. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải hiểu là toner chỉ là hỗ trợ cho việc trị mụn của các bạn thôi, chứ nó không phải là sản phẩm trị mụn nha. Thế nên là khi mà các bạn đang bị mụn thì các bạn có thể lựa chọn em này để em này làm sạch da của các bạn trong cái quá trình mà các bạn đang trị mụn nha. Còn về công dụng làm thu nhỏ lỗ chân lông thì mình sẽ phải sử dụng lâu nữa mới biết được. Em này làm ẩm da của chúng mình rất là tốt và làm cho cái làn da sau khi mà mình sử dụng toner ấy, khi sờ vào thì cảm giác cực kỳ sướng, cực kỳ mềm luôn. Các bạn trải nghiệm thử em này mà xem, da của bạn ngồi điều hòa lâu này nó bị khô này, hay là sau khi rửa mặt xong mà nó bị căng cứng, thì các bạn cứ sử dụng em này cho mình thì đảm bảo là cái làn da của các bạn nó sẽ trở nên mềm mại hơn. Và chưa kể là cái mùi của em này rất là dễ chịu, khi mà các bạn ngửi cái mùi này thì sẽ cảm thấy kiểu thư thái khi mà các bạn dùng em này. Và bây giờ thì mình sẽ cùng đồng hành cùng với em này để giúp các bạn sử dụng toner một cách hiệu quả nha. Đầu tiên thì mình sẽ vén cái mái này lên cho nó đỡ vướng đã. Cách đầu tiên khi mà các bạn sử dụng toner là sử dụng em này như một bước làm sạch sâu, thì đầu tiên chúng mình sẽ cần phải có toner, thứ hai là bông tẩy trang như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ toner ra và lấy một lượng vừa đủ. Và sau đó thì các bạn sẽ xoa nhẹ nhàng lên trên da. Thế nhưng mà các bạn lưu ý cho mình là mình sẽ lau toner theo cái chiều lên như thế này nhé. Mình sẽ không xoa linh tinh lên trên mặt, mà sẽ các bạn sẽ phải lấy toner và xoa lên trên da như thế này. Thì cái việc này nó sẽ giúp da của các bạn nó không bị sẽ nâng cơ mặt luôn trong khi mà mình sử dụng cái em toner này. Sau đó thì các bạn làm sạch nhẹ nhàng
trên những cái vùng da ở trên da của mình. Khi mà các bạn sử dụng toner như thế này thì những cái chất bẩn nó sẽ được lấy đi nhẹ nhàng, và cùng với đó thì cái ma sát khi mà các bạn sử dụng cái bông tẩy trang này lên trên da ấy, thì nó cũng là một cái bước tẩy tế bào chết nhẹ nhàng lên trên làn da của chúng mình. Và khi mà các bạn đã lau xong thì các bạn có một điểm mà các bạn không thể quên, đó là vùng cổ. Thì khi mà chúng mình sử dụng vùng cổ thì chúng mình sẽ sử dụng một cái bông tẩy trang khác nha. Sau đó thì các bạn sẽ lấy một lượng vừa đủ toner và xoa dưới cổ như thế này. Khi mà mình sử dụng toner dưới cổ như thế này thì nó sẽ cũng cấp ẩm một chút cho cái vùng cổ của mình ấy. Và xoa thì luôn là xoa từ dưới lên trên thì sẽ không bao giờ bị sệ cái làn da cổ. Và nói thật với các bạn, khi mà các bạn rửa mặt xong nhé, các bạn vẫn có thể nhìn thấy bẩn ở trên cái bông tẩy trang. Cách thứ hai mà các bạn có thể dùng toner là sử dụng như một cái bước cấp ẩm cho da mặt. Thì đầu tiên các bạn sẽ đổ toner lên trên bông tẩy trang như thế này. Bước này thì mình sẽ vỗ nhẹ như thế này nhé, chứ không phải là mình xoa 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 như vừa nãy nữa. Thì cái bước này sẽ giúp các bạn cấp ẩm lại cho da. Ví dụ như khi các da các bạn mất nước này, đấy, da nó bị khô thì các bạn sẽ dùng cách này để cấp ẩm. Cách thứ ba các bạn có thể sử dụng toner là ngay sau khi các bạn rửa mặt thì các bạn sẽ đổ em này ra tay. Nhưng mà nên nhớ là tay chúng mình sẽ phải sạch nhé. Đổ em này lên trên tay như vậy. Và sau đó thì các bạn sẽ vỗ em toner này lên trên làn da của chúng mình. Các bạn sẽ vỗ nhẹ nhàng như vậy để cái em toner này có thể thấm sâu vào trong da và duy trì cái độ ẩm cho làn da của mình. Các bạn đừng quên phần cổ nhé. Sau đó các bạn sẽ sử dụng những cái đầu ngón tay như thế này, các bạn có thể vỗ nhẹ lên trên da để toner này nó thực sự nó thấm sâu vào trong da của mình ấy. Cách thứ tư mà các bạn có thể dùng toner là các bạn đổ cái em toner này ra một cái chai bình xịt đó mọi người, và sau đó thì mọi người xịt giống như là xịt khoáng. Tuy nhiên thì mình thấy là cái cách xịt đó thì nó cũng hơi hao toner một chút. Cách thứ năm là một cái cách mà sẽ kỳ công hơn một chút, thì các bạn có thể sử dụng cái mặt nạ nén hoặc là các bạn sử dụng bông tẩy trang. Thì mình thường thì mình sẽ sử dụng cái bông tẩy trang như thế này, sau đó thì mình sẽ tách hai cái nửa của bông tẩy trang ra nha. Mình sẽ tách bông tẩy trang ra làm hai nửa như thế này, đổ một lượng toner. Sau khi mà mình cho toner lên trên rồi thì mình sẽ đắp cái em này lên trên vùng da của mình. Em này có mùi thơm rất là dễ chịu nha mọi người. Sau khi mà mình đã dán cái em toner này lên trên da thì các bạn sẽ vỗ nhẹ như thế này để cho cái em toner này nó sẽ thấm sâu vào trong da hơn ý. Và các bạn sẽ để như thế này khoảng tầm 3 phút để các dưỡng chất ở trong toner nó thấm sâu vào bên trong cái làn da của các bạn và đạt được hiệu quả cao nhất. Các bạn lưu ý là chúng mình sẽ chỉ để trên mặt tầm 3 phút thôi nhé. Đây là không phải là một cái loại mặt nạ để 20-30 phút. Chúng mình sẽ chỉ để tầm 3 phút thôi. Sau đó thì chúng mình sẽ tháo em này ra, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái làn da của mình nó rất là mềm, rất là dễ chịu. Đó là những cái cách rất là đơn giản để mình tận dụng được cái kem toner này. Cái làn da của mình sau khi mà mình sử dụng toner xong thì hoàn toàn không bị đổ dầu nhưng vẫn giữ nguyên cái độ mềm mịn ở trên da ấy. Và sau cái bước toner này thì các bạn có thể dưỡng da bằng những cái kem dưỡng ẩm của các bạn để những cái dưỡng chất đó nó dễ thẩm thấu ở dưới da hơn. Đây là những cái chia sẻ nho nhỏ của mình trong cái quá trình mà mình dùng toner để vừa làm sạch da, vừa giữ độ ẩm cho da và kiềm dầu. Nếu mà các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình nhé, bởi vì mình sẽ trở lại với những cái video khác hữu ích hơn dành cho các bạn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.